quán tâm niệm xứ. Hành giả sống quán tâm trên tâm, tinh cần chánh niệm tỉnh giác, chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỷ khưu với tâm có tham, tuệ chi tâm có tham, hay với tâm không tham, tuệ chi tâm không tham, hay với tâm có sân, tuệ chi tâm có sân, hay với tâm không sân, tuệ chi tâm không sân, hay với tâm có si, tuệ chi tâm có sân, hay với tâm không si, tuệ chi tâm không sân, hay với tâm thu rút, tuệ chi tâm bị thu rút, hôn trầm thụy miên, hay với tâm phân tán, tuệ chi tâm bị phân tán, trạo hối, hay với tâm đáo đại, tuệ chi tâm được đáo đại, thiền hữu sắc, thiền vô sắc, hay tâm không đáo đại, tuệ chi tâm không đáo đại, tâm dục giới, hay với tâm hữu thượng, tuệ chi tâm hữu thượng, tâm dục giới, hay tâm vô thượng, tuệ chi tâm vô thượng, tâm sắc giới và vô sắc giới, hay tâm có định, tuệ chi tâm có định, tâm cận hành hoặc an chỉ, hay tâm không định, tuệ chi tâm không định, tâm chưa tới cận hành, hay tâm giải thoát, tuệ chi tâm được giải thoát, tâm tạm yên lặng phiền não, hay tâm không giải thoát, tuệ chi tâm không giải thoát, tâm có phiền não. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên cả nội tâm ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm, tâm đang là, vị ấy an trú niệm như vậy cho đến mức xứng trí, khế niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước điều gì trên đời. Nếu hành giả không thích hợp với đối tượng thân và thọ, vị ấy có thể lấy tâm làm đối tượng quán chiếu. Tâm là một thực thể hay một sự kiện có bản chất và hiện tượng vi tế khó thấy. Hiện tượng ẩn hiện khó lường nên là đối tượng được triết học và tôn giáo quan tâm nghiên cứu. Giải thích với nhiều định nghĩa, quan niệm khác nhau. Hiện tượng luận cho tâm chỉ là hiện tượng phát sinh có điều kiện, nên khi đủ điều kiện thì tâm hiện hữu, khi không đủ điều kiện thì tâm cũng chấm dứt. Duy tâm luận cho tâm là nguồn gốc của mọi hiện tượng hay nhất thiết duy tâm đạo. Bản thể luận cho tâm là bản thể của vũ trụ và muôn loài. Ngã luận cho rằng tâm là tiểu ngã phóng ra từ một đại ngã. Duy vật luận chủ trương tâm phát xuất từ vật chất, có vật chất mới có tâm, vật chất tan rã thì tâm cũng không còn tồn tại. Chủ thuyết duy thần lại cho tâm là linh hồn do Thượng Đế ban tặng. Một số tông phái Phật giáo về sau cũng chủ trương có một Phật tính hay chân tâm thường trụ. Nói chung, tâm được gán cho những yếu tính đối nghịch như thường đoạn, hữu biên vô biên, hữu thể vô thể, hữu thần vô thần. Theo thiền Vipassana, không cần có một kết luận như thế nào về tâm, mà chính là cần phải thấy rõ tâm mình đang như thế nào. Cho dù chúng ta có hãnh diện với một chủ trương quan niệm gì đó về tâm rất cao siêu, mà thực trạng là cái tâm đang bị ô nhiễm, trói buộc, mê mờ, thì chúng ta vẫn phải trầm luân sinh tử, phiền não khổ đau. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta có thấy được bản chất thực của tâm mình như nó đang là hay không. Chỉ cần khi tâm có tham, có sân hay có si, thì nhận rõ tâm có tham, có sân hay có si, không cần phê phán, kiểm duyệt, giữ lại hay bỏ đi gì cả. Người ta thường có thói quen muốn thay đổi tình trạng của tâm theo ý mình, mà không biết rằng đằng sau ý muốn đó là cái ngã đang tỏ thái độ bất mãn hay tham ái. Hãy chỉ thuần túy quan sát với chánh niệm tỉnh giác,
thì chúng ta mới thấy được thực tánh của tâm mình. Tâm gì khởi lên không quan trọng, mà quan trọng là có thấy được bản chất đích thực của nó như nó đang là hay không. Vì vậy, khi quan sát tâm, không cần theo một phương pháp niệm tâm nào nhất định có tính rèn luyện, mà chỉ quan sát trong điều kiện tự nhiên nhất của tâm như nó đang hiện hữu. Thầy Viên Minh, trích Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển.